Những cái hình này mình sẽ để làm các cái cánh của ngôi sao nha. Sau khi các bạn cắt được một cái hình mẫu, thì bây giờ các bạn sẽ đặt cái hình của mình lên trên các cái tờ giấy với những cái màu sắc còn lại. Tiếp tục, mình sẽ đặt ở trên cái tờ giấy màu đỏ này. Và để cắt được những cái hình cánh, mình đặt các cái lớp giấy của mình chồng lên nhau, sau đó dùng kéo để cắt. Như vậy thì mình sẽ cắt được nhiều những cái cánh cùng một lúc. Mình muốn làm một cái hình chiếc đèn ông sao nên là mình sẽ cần dùng những cái giấy có nhiều màu như thế này. Mình kết hợp chúng lại với nhau. Sau khi vẽ và cắt thì mình đã có ba cái hình cánh ngôi sao. Và mình sẽ tiếp tục cắt trên hai cái màu giấy còn lại như thế này. Trước khi các bạn gắn các cái hình cánh ngôi sao vào với nhau, thì bây giờ các bạn sẽ đặt các cái cánh này ở trên một cái màu giấy. Ở đây mình chọn cái màu này là cái màu mà chưa xuất hiện ở trên các cái cánh, đó là màu xanh bạc hà. Mình đặt những cái hình cánh ngôi sao của mình trải ở xung quanh cái phần giấy này. Mình sắp xếp làm sao để các cái cánh của mình nó đều nhau nha các bạn. Sau khi các bạn sắp xếp được các cái cánh nó đều với nhau, bây giờ các bạn sẽ vẽ